Xin chào tất cả các anh chị em. Phượng thấy có một vài anh chị đã vô rồi đó ha. Không biết anh chị em có nghe Phượng không vậy? Hai chị Thúy Hình. Good morning chị, cảm ơn chị. Để cho anh chị có nghe em không chị? Hello chị Elaine, hi Thành. Anh chị em có nghe Phượng không nói gì? Sao vậy các anh chị? Cảm ơn chị đã cho em biết là anh nghe rồi, đã nghe rồi. Bây giờ mình còn 4 phút nữa. Bây giờ em muốn cảm ơn các anh chị đó. Sẵn bây giờ mình đang đợi, cảm ơn các anh chị đã ủng hộ em tuần trước ha. Cảm ơn chị Phan hả? Chị Phan đã share video của em. Cảm ơn chị Thúy đã share video của em. Hai anh. Anh nghe được không anh? Hai Thành, cảm ơn Thành đã share video cho Phượng ha. Thank you anh. Mình còn 3 phút nữa ha. Hôm nay bên San Luis á, thời tiết thì rất là lạnh nhưng mà ngoài trời có nắng cho nên rất là đẹp. Không biết bên các anh chị thế nào ha. Ok, mình còn 2 phút nữa. Dạ, xin chào anh Nguyễn Văn Đàn, cảm ơn anh đã join the call. Vẫn còn 2 phút. Trong 2 phút thời gian này các anh chị có thể là tag mấy người bạn mình vô ha. Rồi còn 1 phút nữa. Good morning Thành và Hồng. Hai chị Lan. Chị Lan nghe rõ không chị Lan? Hai chị. Ok, mình còn 1 phút nữa ha các anh chị em ha. Cảm ơn chị Lan. Hai Bảo. Thanks for joining. Hai chị Quyền, thanks for joining. Chúc mừng chị Quyền nha. Có anh chị trong đội nhóm gift vô nhưng mà em không biết tên. Em xin chào các anh chị. Ok, ha, là 12 giờ bên là Eastern Time, là 11 giờ bên Phượng, mình bắt đầu chuẩn bị ha, mình bắt đầu chương trình ha. Xin chào tất cả các anh chị có mặt hôm nay. Mình tên là Phượng, ở San Luis, Missouri. Background của Phượng là dược sĩ, Phượng đã làm dược sĩ được 17 năm. Hôm nay Phượng rất là vui là được đại diện đội nhóm GIF để chia sẻ với các anh chị về một đề tài mà Phượng rất là đam mê. Đó là đề tài về 6S. 6S này là cái quá trình mà các sản phẩm của công ty New Skin
phải được trải nghiệm trước khi ra thị trường. Mà lý do mà Phượng yêu mê 6S này á là có hai lý do. Một lý do là vì cách nhìn của một người dược sĩ, một cách thứ nhì là của một người làm phụ huynh, của một người làm mẹ. 6S bắt đầu là selection là quá trình để mà lựa chọn ha. Sản phẩm của New Skin á được lựa chọn rất là kỹ các anh chị. Sản phẩm đã được đi kiếm từ khắp nơi trên thế giới đó. Hôm nay là Phượng sẽ dẫn các anh chị đi từ châu Âu đến châu Á đến châu Phi luôn ha. Là cho các anh chị biết là New Skin kiếm sản phẩm của mình, lựa sản phẩm của mình rất là kỹ lưỡng. Cho Phượng cho một cái ví dụ ha, là sản phẩm như là cái sản phẩm Probio hồi tuần trước Phượng đã chia sẻ với các anh chị đó, là sản phẩm Probio làm sao mà mình biết được sản phẩm đó, làm sao công ty biết được ở đâu mà lấy về những cái con bacteria tốt đó, mình đâu kiếm. Có nghĩa là các khoa học gia của New Skin á, mình biết mình có 75 khoa học gia làm full time của New Skin đi kiếm, đi tìm kiếm rất là nhiều khắp nơi trên thế giới mới kiếm được ra cái cô người phụ nữ người Thụy Điển này, rồi đem những cái con bacteria tốt trong người của cô, trong cái đường ruột của cô về, rồi mình chế tạo ra sản phẩm Probio. Khi mà sản phẩm Probio đem về chế tạo và phải thí nghiệm để biết tại sao là nó có đủ tiêu chuẩn để được lựa chọn hay không. Ví dụ như là phải coi những cái con bacteria tốt của cô này có đi qua được cái sống được trong cái môi trường rất là khó khăn ha, là harsh environment, nó có trong người của mình á là những cái pH, rồi không những sống được nó có xanh xôi nảy nở hay không nữa, và có an toàn cho người của mình hay không. Chỉ khi mà công ty đã lựa chọn được một cái ingredient tốt rồi mà vẫn phải về nghiên cứu lại, phải test rồi mới được lựa chọn. Cho nên sự lựa chọn rất là khắt khe, không có phải là đơn giản để vô một cái sản phẩm mà làm ra. Rồi sản phẩm thứ nhì là Tea Green. Tea Green cũng vậy các anh chị. Tea Green của New Skin á, mà Phượng rất là thích á, là vì Tea Green khi mà công ty mình lựa chọn mình lấy từ cái lá cây ra ha, cái lá green tea đó, mà không phải là cái lá nào cũng lấy, mà chỉ lấy những cái lá mà non nhất, tốt nhất, mà không những chỉ lấy lá non nhất, tốt nhất, mà phải lấy từ trên cụm đảo núi rất là cao ở bên China. Thấy không? Là ở bên China đó là cho có một cái vùng trên đó người ta trồng rất là nhiều trà, trồng trà cho lớn nhất trong thế giới luôn á. Đó, mà công ty New Skin chỉ lấy những sản phẩm tốt nhất, những cái lá tốt nhất, những cái lá non nhất, chứ không phải lá nào cũng lấy, để mà đem về thí nghiệm, rồi phải đạt chất lượng, rồi mới được lựa chọn để làm cho mình xài trong cái Tea Green Products. Sản phẩm thứ ba mà Phượng muốn nói là nhà Phượng Brissy rất là thích là bao báp nó đặc biệt cái chỗ này các anh chị, mình dùng nó là moisturizer ha, là cho khi mình chăm mình khô đó mình xài đó. Nhưng mà bao báp là lấy từ cái fruit của cái cây bao báp bên châu Phi đó các anh chị, bên Africa đó, bên Africa mà đem về. Mà các anh chị nghĩ coi, châu Phi là một vùng rất là khô cằn, rất là nhiệt đới, mình chắc mình đi mình chịu nóng còn không nổi nữa, mà tại sao cái cây này nó có thể sống được trong những cái vùng khô cằn như vậy. Chính là cái điểm tuyệt vời này của nó mà công ty New Skin đem về và đã chế tạo ra. Các anh chị biết cái cây bao báp này á, nó hay lắm. Khi mà trong cái thân cây của nó đó, nó sẽ chứa được 120 lít nước trong cái thân cây. Cho nên khi mà mùa khô đó, nó có thể vẫn sinh sống được. Công ty New Skin lấy những cái thành phần tốt này đem về bỏ vô bao báp. Cho nên khi mà mình xài đó, là cái da của mình rất là moisturized very long time ha. Rồi bây giờ phần đi qua phần sourcing. Sourcing là nguồn gốc. Khi mà sản phẩm của New Skin á, là phải có nguồn gốc rất là rõ ràng. Chẳng hạn như là Tea Green đi ha. Tea Green là các nhà có một cái trong New Skin có một nhóm khoa học gia gọi là sourcing team đó các anh chị. Khi mà những cái khoa học gia này đến kiểm nghiệm về những cái lá trà này là đến tận nơi sản xuất ra
ha, rồi trèo lên tuốt trên mấy ngọn núi để kiểm tra những cái lá trà này, rồi về nhà, rồi phải đi qua những cái quá trình cần thiết, khoa học cần thiết để làm ra để coi cái nguồn gốc này có tốt không. Đó, khi mà được rồi đó mới được nhận, nếu không là bị reject ha. Cho nên khi mà những mà product of tea green đó mà anh chị xài đó, là những cái capsule mà anh xài trong tea green đó, là đã rất là được chọn lựa rất là kỹ, nguồn gốc rất là rõ ràng trước khi mình về, có những nhà khoa học gia đã làm những chuyện đó cho mình rồi trước khi mình xài. Và một cái sản phẩm nữa đó và cũng rất là thích đó, là cái mà face mask anh chị, gọi là Glacier Marine mới đó, là cái bùn á. Cái bùn này được lựa chọn rất là kỹ, ở nguồn gốc của nó là từ miền Tây Bắc của biển Thái Bình Dương đó các anh chị. Cái nơi này á, là cái xình này, cái bùn này á, là nó được mỗi ngày ha, là cái thủy triều nó lên xuống như vậy nè các anh chị, cả 8 đến 10 phút thủy triều nó lên xuống. Khi mà nó lên xuống là nó filter, có nghĩa nó lọc cái bùn này cho mình, mà mỗi ngày đều lọc như vậy. Thì công ty New Skin á, đến tận nơi đó lấy về và làm khoa học để chế biến ra cho khi mình xài. Cho đến khi mà mình xài được rồi á, khi mình bỏ lên mặt của mình á, mình xài á, làm cái face mask á, là nó giữ cho cái da của mình rất là hydrate, là không có bị khô đó anh chị. Rồi có những cái chất là có trên 50 mineral and trace element, nó nuôi dưỡng cái làn da của mình, cho nên khuôn mặt của mình được trẻ hơn và đẹp và có nhiều sức sống. Là hai cái, mình chỉ cho hai cái ví dụ thôi, có rất nhiều ví dụ nhưng mình không có nhiều thời gian để mà cover hết những cái ví dụ này đâu ha. Rồi cái next step á, là specification. Specification á, tiếng Việt mình dịch á, là đặc điểm kỹ thuật. Hôm nay là Phượng hơi thích tea green cho nói về làm tea green, làm example hơi nhiều ha. Đặc điểm kỹ thuật là mỗi product của New Skin á, là có mình có là đặc trưng riêng của nó. Ví dụ như là tea green thì có 97% polyphenol, trong đó đó là 65% là catechin, có nghĩa là những cái thành phần rất là cần thiết cho khả năng đề kháng của mình, gọi là antioxidant đó các anh chị. Ok, so the next S là standardization. Standardization có nghĩa là mình làm sao, công ty làm sao làm ra mỗi sản phẩm đều giống nhau hết, không có sản phẩm nào hơn, cũng không có sản phẩm nào kém. Ví dụ trong một cái capsule đó, một viên thuốc tea green á, nó có 250 mg, lấy từ green tea leaf ha, cái leaf của green tea đó, có nghĩa là bất cứ cái viên nào nó cũng phải là 250, không có viên 250 rồi viên khác 200 hay là viên khác là 300, không phải như vậy, mà tất cả mọi viên thuốc ra đều là 250 mg. Cái đó gọi là standardization, có nghĩa là tiêu chuẩn hóa các anh chị ha. The next step là safety. Next S, safety. Safety là an toàn. Công ty New Skin á, là qua một cái, những cái sản phẩm của New Skin qua một cái quá trình để test coi có an toàn hay không. Cái quá trình này rất là đặc biệt, để cho Phượng cho một cái ví dụ để cho các anh chị thấy rõ ha. Các anh chị biết một cái hồ bơi của Olympic á, là có trên 66.000 gallon của water, là mình để dễ nhớ mình nói about 70.000 gallon of water ha. Mà nếu mà anh chị có một cái hồ bơi lớn như vậy của Olympic mà Thế vận hội mà bỏ một giọt bên nhỏ xíu xíu vô cái nước như vậy, rồi mình hòa tan, mình để cho thời gian cái in đó hòa tan mà mình không biết có cái in đó ở trong nước đó bao nhiêu lượng lớn như vậy, mà chỉ một giọt in thôi nha các anh chị. Mà nếu mà công ty New Skin đem về và thí nghiệm vẫn kiếm ra được trong nước đó có mật. Ý tôi nói đây á, là những cái sản phẩm của New Skin á, khi mà đến các anh chị tiêu dùng á, để qua một quá trình rất là kỹ lưỡng, những độc tố trong sản phẩm sẽ được detect ra, là sẽ biết, là công ty sẽ biết trong những nó có cái độc là sẽ không ra. Cho nên khi mà mình xài rất là safe ha. Rồi không những như vậy, mình đi đến cái next S là substantiation, có là mình phải được chứng minh những điều mình nói á, mà không chứng minh không được, phải không các anh chị? Cho nên những cái sản phẩm của New Skin đã được chứng minh bằng những cái clinical study, là những cái nghiên cứu. Chẳng hạn như lấy phần lại lấy tea green lime nói một lần nữa, là New Skin recently có một cái study ở trường đại học UCLA đó các anh chị, bên Cali đó, đã đem ra study là tea green với lại của New Skin với lại những cái green tea, sản phẩm green tea ở ngoài và black tea ở ngoài. Khi mà cuộc
cái study này làm xong rồi á, thì được chứng minh là tea green của công ty New Skin là tốt hơn những công ty khác ha. Cho nên các anh chị thấy đó, qua những cái quá trình lựa chọn nè, nguồn gốc nè, đặc điểm kỹ thuật nè, standardization và safety, và được chứng minh điều đó, nó làm cho Phượng rất là đam mê. Tại vì Phượng là dược sĩ mà mình đang nói chuyện thì phải có khoa học. Những cái sản phẩm ở ngoài đó các anh chị, nó không có được điều đó. Chính vì như vậy đó mà Phượng vẫn nói hoài với cách của Phượng là Phượng không có giới thiệu được những cái supplement đó ha. Những cái supplement ở ngoài mình không biết nó có tốt hay không biết, nó tốt hay không tốt, rồi nó có xấu hay không xấu, nó có hại hay không hại, mình đều không biết. Chứ mình không có giải, mình không thể nào mà mình giới thiệu được hết. Và nữa đó là nếu mà có những công ty nó có làm, nó chỉ làm một chút, làm đại khái là mình nói là minimum, làm tối thiểu thôi các anh chị, để chứng minh những cái điều tối thiểu thôi. Nhưng mà công ty New Skin đã tự mình làm ra một cái nguyên cái quá trình 6S này. Có nghĩa là công ty New Skin take one extra step, thấy không? Làm go above and beyond the requirement. Không ai bắt hết, tại vì đâu có regulation của chính phủ, không có bắt những cái supplement phải qua. Nhưng mà công ty New Skin rất là tin tưởng sản phẩm của mình, đã cho sản phẩm của mình đi ra qua một cái quá trình đào tạo như vậy, 6S, rất là thorough ha, rất là kỹ lưỡng. Vì vậy mà khi mà Phượng đi ra ngoài là một người dược sĩ đó, Phượng có thể giới thiệu được, mà mình giới thiệu rất là mạnh miệng các anh chị. Mình không có ngại gì hết, tại vì mình biết là những lời mình giới thiệu không phải lời nói của mình, mà lời nói của công ty ha. Mà là công ty đã có những cái chứng minh, có những cái study để back up những cái lời mình giới thiệu. Cho nên là không có sợ gì hết các anh chị. Mình không những mà không sợ mà mình còn mê nữa. Mình rất là mê, tại hồi xưa giờ trong các công ty kia mình không có giới thiệu được điều gì hết. Nhưng mà bây giờ mình đã được làm những chuyện mà hồi xưa mình chưa có cơ hội làm. Mình, tại vì khi mà khách tới với Phượng đó, Phượng cũng rất là thương, Phượng cũng muốn giúp, nhưng mà mình không có giúp được, tại vì mình đâu có biết mấy cái kia tốt hay không. Nhưng mà bây giờ đó, mấy anh chị mà khách của Phượng tới cũng có thể nói được, tại vì Phượng tin tưởng cái sản phẩm này rất là độc đáo của New Skin, là nhờ cái quá trình 6S này ha. Đó là từ một góc nhìn của một người dược sĩ, là tại sao Phượng rất là đam mê. Cách thứ nhì đó là Phượng rất đam mê New Skin, là từ cái góc cách nhìn của một người mẹ. Mà Phượng thấy New Skin nó hay một cái là không những là những cái sản phẩm này đó đã được qua một cái quá trình đào tạo rất là khó khăn, mà công ty rất là tin tưởng, công ty còn guarantee các anh chị nữa. Các anh chị xài về, công ty là bảo đảm với các anh chị 3 tháng không kết quả, công ty sẽ trả tiền lại. Tuyệt vời quá phải không các anh chị? Mình đi ra ngoài kia đâu có ai bảo đảm mình, đúng không? Nhưng mà công ty này bảo đảm mình, không những bảo đảm mà còn chứng minh được nữa các anh chị. Vì điều đó đó, Phượng thấy sản phẩm của New Skin vượt trội hơn tất cả những sản phẩm khác. Cái này từ một cách nhìn của một người dược sĩ ha. Mà đối với một người mẹ đó, Phượng thấy New Skin rất là gần gũi. Sản phẩm của New Skin nó gần gũi trong cuộc sống của mình, và nó rất là thực tế các anh chị. Nó đáp ứng những cái nhu cầu của mình. Ví dụ như chẳng hạn như Phượng nói New Skin qua cái giai đoạn là gọi là selection, phải không? Selection là lựa chọn. Là một người mẹ đó, cho nên khi mà Phượng ngồi Phượng nghiên cứu về cái 6S này, mà Phượng càng ngày Phượng càng đam mê đó, là vì Phượng thấy cái công ty New Skin á, đối với một người tiêu thụ như Phượng ha, là Phượng thấy công ty New Skin giống người cha mẹ tốt. Mình là một đứa con nhỏ vậy, một đứa con, một đứa con thơ thôi, là kid. And New Skin is a very wonderful parents. Là như vậy. Tại vì á, khi mà mình làm cha mẹ đó, như là Phượng làm cha mẹ Phượng biết nè, là một phụ huynh Phượng biết nè, khi mình lựa đồ cho con mình ăn á, là mình lựa đồ rất là tốt cho con mình ăn ha. Chẳng hạn như Chloe à, nó thích ăn cam dữ lắm. Phượng thấy cái thùng cái anh của Phượng á, mua cam về cho nó ăn á, cái nó nói má nó gọi cậu Kiệt, má mua cậu Kiệt mua cho con thêm cam cho con ăn đi. Thì Phượng mới nói chứ phi lý, con ăn thì má đi ra má mua chứ tại sao bắt cậu Kiệt đi mua. Là Phượng chạy ra ngoài chợ Phượng mua cho nguyên một thùng cam. Nhưng mà khi mình mua thùng cam về chị, thì có cái sâu, có cái hư thì mình dục đi, mình đấu cho con mình ăn, đúng không? Đó, khi mình làm phụ huynh á, là mình phải lựa chọn những cái tốt cho con mình ăn. Cái mà nó ngon á thì mình cho nó ăn, cái mà nó chua thì mình ăn đó. Thì công ty New Skin cũng vậy. Khi mà công ty New Skin đã bỏ ra rất nhiều resource ha, để lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho mình. Cho nên mình thấy công ty New Skin giống như một người cha mẹ rất là tuyệt vời. Là thứ nhì nữa, là mình làm cha mẹ, mình cho con mình ăn những đồ gì á, là mình phải biết nguồn gốc của nó. Mình đâu có khơi khơi cho con mình ăn mà không kiểm tra nguồn gốc.
là ví dụ như các anh chị nào mà có con nhỏ đó, mình dẫn con mình đi xin kẹo lúc mà Halloween đó các anh chị. Như Phượng nghĩ cho giúp anh Bảo chồng Phượng đó, anh xã của Phượng, là Halloween là dẫn con đi xin kẹo. Tụi nó xin giữ nguyên một bịch, xong nó đổ ra là mình phải ngồi đó mình kiểm kê chứ, mà đâu có cho nó ăn bậy được. Cái nào nó mình thấy tốt mình mới cho nó ăn nè, cái nào mình nghĩ không tốt mình nói con ơi đừng có ăn nè. Những cái mà homemade á là mình không có biết nguồn gốc, mình không biết nó bỏ cái gì vô là dĩ nhiên không cho nó ăn nè, đúng không? Cái đó cho nên Phượng thấy tại sao mà New Skin, sản phẩm New Skin nó rất là theo cái nhu cầu của mình, hiểu được cái tâm lý của mình, cho nên chỉ cho nhìn để phải đi phải bỏ ra rất là nhiều resource, tiền và thời gian và những tài năng của những nhà bác sĩ, của nhà khoa học gia để nghiên cứu về cái nguồn gốc sản phẩm trước khi cho mình xài. Còn nói đến standardization đi ha, làm sao để tiêu chuẩn hóa. Các anh chị biết đó, mình có con nè, là mình cho con uống sữa, con nhỏ thì uống mấy ounce thôi, nó mới sinh ra thì mình cho nó mấy ounce. Nhưng nó lớn lên như con của Phượng bây giờ là một ngày phải mấy ly sữa. Có nghĩa mình phải làm sao nó tiêu chuẩn hóa cho mỗi trường hợp. Khi mà công ty New Skin làm ra là phải nghiên cứu làm sao một viên thuốc nào đó bao nhiêu độ lượng để nó đủ cho con người mình tiêu xài mỗi ngày. Và nói đến safety á, thì hồi nãy là Phượng nói về cái hồ bơi đó. Hồi ví dụ của hồ bơi trong Olympic á, Thế vận hội á, là công ty New Skin có một cái khoa học để kiểm nghiệm được nếu mà trong những cái sản phẩm, những cái dược thảo đó là có những cái toxin không, là những cái độc tố đó các anh chị. Đó, như công ty New Skin sẽ coi rồi sẽ lấy ra là mình sẽ không có bị, những khi mình uống vô những sản phẩm của New Skin trong người á, những cái dược thảo đó mình không có những cái độc tố đó ha. Làm cha mẹ mình cũng vậy anh chị, mình làm cha mẹ mình cũng làm như vậy thôi. Giống như Phượng nè, khi mà Phượng cho hai đứa nhỏ của Phượng ăn cơm với cá đó, là Chloe nó cũng thích ăn cá hơn Gracie, cho nên khi mà nó ăn cá đó mình sợ nó bị bắt xương, làm phải ngồi mình lựa từng cái xương nhỏ ra để cho con mình ăn, nó không có bị nguy hiểm các anh chị, cho nó được an toàn, nó không bị mắc cổ. Rồi vì như vậy đó, chắc các anh chị biết á, cho nên Phượng rất là đam mê là cái sản phẩm của New Skin, nó đi rất là gần trong cuộc sống của mình ha. New Skin giống một người cha mẹ rất là tuyệt vời cho những cái sản phẩm mình xài, là mình là người con thơ mà mình xài sản phẩm của New Skin là không sợ gì hết, tại cha mẹ của mình đã lo rất là kỹ cho mình rồi ha. Nhưng mà Phượng cũng biết á, là tất các anh chị á, mình mỗi người một tính đúng không ạ? Giống như có nhiều người á, nghe thì tin được, có nhiều người á, thấy mới tin, có nhiều người rờ mới tin. Nhưng mà Phượng á, hơi cứng lòng chút, Phượng phải được chứng minh Phượng mới tin ha. Cho nên hôm nay á, sẵn này hôm nay Phượng chỉ có chia sẻ với các anh chị bao nhiêu đó thôi. Phượng muốn mời các anh chị nè tháng 3 này về công ty để kiểm nghiệm những lời Phượng nói có đúng không. Tại vì công ty là một nơi á, mà các anh có thể nghe được những điều Phượng nói, cái thấy được những điều Phượng nói và rờ được những điều Phượng nói, có sản phẩm cho các anh xài thử. Và cũng có những cái nhà khoa học gia ở đó cho các anh chị những cái thắc mắc gì á, mà về cần chứng minh á, các anh chị sẽ biết làm sao kiếm những cái study mà Phượng nói ha. Phượng có một người bạn là y tá, nurse practitioner đó, chị này cũng có những câu hỏi giống như Phượng vậy, cũng không có tin, mới đầu nói về sản phẩm New Skin nè, cậu cũng hơi cổ lịch sự lắm, cậu không có nói với Phượng là không tin đâu. Nhưng mà Phượng nhìn cái da là Phượng biết rồi, tại là mình hồi xưa là như vậy, cho nên Phượng nói với chị là ồ bây giờ đó là Phượng hết rồi, hiểu bạn suy nghĩ cái gì, tại Phượng là người như vậy mà, thì trước Phượng là người như vậy, cho nên Phượng mời bạn về công ty tháng 3 này để bạn tự kiểm nghiệm những lời Phượng nói ha. Mình sẽ thấy được cái chỗ mà mấy nhà khoa học gia làm, rồi sẽ thấy được cái làm sao mà cái gene study reset cái gene của mình, cái wall nó có cái gene á, expression on the wall for her to see. Thì người bạn có Phượng nói ok, tháng 3 này người bạn sẽ về để kiếm. Phượng phát hiểu mấy anh chị mà dược sĩ hay y tá hay những người mà có cái medical background á, là phải được chứng minh mới tin, cho nên Phượng rất là hiểu các anh chị, cho nên Phượng tha thiết mời các anh chị về tháng 3 ha, để cho mình tự mình tin lấy. Hôm nay Phượng chỉ có chia sẻ với nhau thôi, và Phượng rất là cảm ơn các anh chị đã cho thời giờ để lắng nghe những lời Phượng chia sẻ, và Phượng cũng rất là cảm kích các anh chị trong đội nhóm GIF. Tại vì đối với Phượng á, là các anh chị rất là tuyệt vời, những người có tình yêu bao la lắm. Lần vừa rồi đó mà Phượng làm cái Facebook Live tuần trước đó, là Phượng đã nói với các anh chị là Phượng không có nhiều bạn đâu, nhưng đến ngày hôm nay nhờ sự ủng hộ của các anh chị và nhờ tình thương của các anh chị mà Phượng có 7.000 người view
But we're like, wow, that is impossible. I cannot do it by myself. Cho nên Phượng rất là cảm động về tình yêu của các anh chị cho Phượng. Một lần nữa Phượng trân trọng cảm ơn ha, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và hy vọng là gặp lại các anh chị trong tháng 3 ở New Skin để công ty ha các anh chị. Và một lần nữa Phượng xin nhắc nhở các anh chị nào mà watch cái video này á, mà muốn có câu hỏi gì thì xin liên lạc với những người mà đã giới thiệu các anh chị về cái cơ hội cũng như sản phẩm. Nếu mà có những sản phẩm mà Phượng nói mà các anh chị không biết thì xin liên lạc những người anh chị giới thiệu cho các anh chị, hay là những người sponsor, hay những người bạn, người nào mà chia sẻ video này, xin liên lạc những người anh chị đó ha. Tại vì những anh chị đó là những anh chị rất là wonderful. I love you. I don't even know you, but I really love you. So thank you so much and you have a wonderful day. Love you. Bye.